Thảo, mình đang muốn mua nhà, bữa giờ tìm hiểu lâu lắm rồi. Mà hỏi một câu này, người ta nói với tôi á, là nếu như mà thích căn nào á, thì chạy trực tiếp tới cái căn nhà đó rồi nói chuyện với cái người agent mà đăng bán cái nhà đó thì mua được giá rẻ, đúng không? Ok, mình để tôi giúp cho bồ nha. Bồ đọc được ý nghĩ của tôi rồi đó. À, cái đó nó gọi là dual agency hay còn gọi tiếng Việt của mình á là đại diện kép. Đại diện kép là sao? Nói nôm na dễ hiểu á là nó là người đại diện cho cả người mua và người bán trong cùng một giao dịch bất động sản. Nghe có vẻ không ổn chút nào hết. Chẳng hạn giả sử tôi là môi giới của người bán, bồ đến, bồ nói với tôi là bồ muốn mua cái nhà đó và bồ muốn tôi đứng ra là người agent cho bồ luôn đúng không? Thì tại thời điểm đó tôi là agent cho cả người mua và người bán trong cùng một giao dịch đúng chưa? Bồ là người mua thì bồ muốn mua với cái giá tốt nhất. Tôi là người bán thì tôi muốn bán cái giá được nhất. Vậy thì trong trường hợp như vậy á, bồ nghĩ ai là người có lợi? Ông agent ổng đứng ở giữa, làm sao ổng bảo đảm được quyền lợi cho cả hai bên cùng một lúc? Sao nghe giống như là xung đột lợi ích vậy? Chính xác, rất là khó để mà cân bằng được lợi ích của cả hai bên. Đó là lý do tại sao mà người ta phải có cái người agent riêng của mình. Người bán có listing agent riêng của mình để bảo vệ quyền lợi của mình. Người mua có buyer's agent là cái người agent của mình bảo vệ quyền lợi của mình. Như vậy thì mới đảm bảo lợi ích của mỗi bên được ưu tiên lên hàng đầu. Hiểu rồi, mình muốn tìm người có tâm để mà giúp cho mình mua được cái căn nhà mà phù hợp với mình. À, cảm ơn nhiều nha. Vậy bước tiếp theo mình làm cái gì? Mai qua văn phòng tôi lúc 10 giờ đi rồi tôi giải thích cho cái quy trình mua nhà như thế nào. À, và nếu mà có thắc mắc gì thì cứ hỏi, tôi sẽ giải đáp hết. Hẹn gặp lại ngày mai.